Đây là con đường vành đai 3.5 đã được xong hết giải nhựa hết rồi, nhưng mà vẫn chưa thông được bởi vì bên kia thì nó giao cắt với đại lộ Thăng Long, nhưng mà dự kiến là 1-2 năm tới sẽ thông cái đường này. Và bên kia thì khu vực La Simco cũng mặt đường vành đai 3.5 thì giá mặt đường này thì giá nó khoảng tầm 350 triệu đồng một mét vuông. Và những khu liền kề của Vinhome, giáp Vinhome Smart City là Glen Simco ấy. Thì giá của khu vực Glen Simco thì cho những cái căn 120 mét vuông mà mặt tiền 6 mét ấy, thì giá nó đâu đó khoảng tầm 23 tỷ rưỡi. Đó, tức là gần 200 triệu đồng một mét vuông, 200 triệu đồng. Còn ở hai đây. Mặt đất mặt đường này nhé, gần toàn đường này thôi. Đất ở trong làn trong, phía trong của vành đai 3.5 này thì đang giá là khoảng tầm là 150 triệu, 155 triệu đồng một mét vuông. Thì tôi đang có một cái lô 150 mét vuông mà giá là 155 triệu, mặt tiền là 12 mét mặt tiền nhá. Nếu mà chúng ta có thể là làm xây các tòa nhà như này, tòa nhà làm văn phòng như này. Đấy. Rất là nhiều các doanh nghiệp về đây rồi. Đây nó là cái khu đô thị vườn cam thẻ ngay trước mặt này. Còn đây là Symphony, An Lạc Symphony. Còn bên này thì là Mai Lan. Đấy. Có sân golf, cách sân golf đây khoảng tầm 2 km nhé. Các bạn nhìn này. Đây là An Lạc, An Lạc Symphony. Thì quý anh chị nào mà quan tâm đến cái khu vực mặt đường vành đai 3.5 này thì liên hệ với tôi để tôi có thể hỗ trợ quý anh chị. Chúc quý anh chị đầu tư thành công. Và cái khu vực Vân Canh này, đất dịch vụ Vân Canh này bây giờ giá của nó khoảng tầm là 150 đến 170 triệu đồng mét vuông. Thế thì Vinhome Cổ Loa thì với cái mức giá là 250 triệu đồng mét vuông. Thì anh em hãy so sánh xem là cái quan điểm của quý anh chị nào, có nên mua Vinhome Cổ Loa hay không, hay là mua mặt đường vành đai 3.5 này.